Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại với cô chú anh chị trên kênh Hồ Hanh Vlog. Là vô béo. Đây thì hôm nay em tiếp tục ra thăm cái cây hoa giấy của mình và cập nhật gửi tới cô chú anh chị mình xem nha. Đó thì cây hoa giấy này em làm vào cái bữa mà tháng 11, bữa 15 tháng trà tháng 11 đó cô chú anh chị. Thì bây giờ là em sẽ cập nhật cái dấu hiệu mà nhận biết khi cây hoa giấy của mình đã bắt đầu đóng nụ nha. Hôm nay á là mùng 3 tháng 12 rồi. Ơi. Dạ. Thì cái cây hoa giấy của mình nó biết nó đóng nụ hay không á thì cô chú anh chị mình xem cái đọt nó ra như vậy nè. Nếu mà cây giấy của mình nó đóng nụ thì nó sẽ ra cái tược màu đỏ đỏ ha. Cái lá của nó sẽ săn săn lại. Ơi. Đó, nó sẽ săn lại như vậy. Và những cái đầu nụ của mình thì nó sẽ có cái chấm 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 cô chú anh chị. Chấm chấm đỏ ở trong những cái đầu nụ ha. Ở trong những cái đầu tược mình á. Đó. Đây là những cái nụ nè. Đó. Để em kiếm những cái mà tược nào mà nó ra trễ nhất em quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Giờ cây hoa giấy của em thì đóng nụ rất là nhiều rồi. Cái nào cũng có hết. Đây, ví dụ như cái tược này nha. Nè, nó lên vậy là đỏ đỏ, cái đầu tược nó đỏ đỏ như vậy, cái lá nó quấn quấn đây nè. Là thế nào là cái cây hoa giấy mình nếu mà nó ra như vậy là nó sẽ đóng nụ. Còn không được như vậy thì coi chừng nó sẽ đi tược không á nha. Đó, nè, như mấy cái cây này, cái cành này ha. Đó, nó săn săn cái đọt đây nè. Rồi ở trong cái đọt của mình thì nó có cái dấu hiệu là chuyển sang màu đỏ đỏ đó. Là dấu hiệu đó là cây hoa giấy mình nó đã cắt nước thành công và sẽ đóng nụ. Và cô chú anh chị mình tưới nước cũng thành công luôn. Còn đây là những cái nụ nó đã lên rất là lớn rồi nè. Ơi. Đó. Mới có một ngày thôi là nó khác xa liền. Hôm qua thì em cũng quay cập nhật cái cây hoa giấy á. Ơi. Ừ. Để cho làm tiếp xíu nha con. Ừ. Hôm qua em cũng có quay một cái clip cập nhật cách làm hoa giấy phần 3 cô chú anh chị. Thì ấy có ngày hôm nay thôi là nó đã khác rồi nè. Nó lên nụ quá trời luôn nè. Nhưng mà nè. Ừ, không có gì hết á con. Đi vô đi con. Thấy không cô chú anh chị mình coi nè, quá trời đóng nụ luôn nè. Nhưng mà cây hoa giấy của em là nó mới ra được có bao nhiêu đây thôi nè. Mà nó đóng nụ quá trời luôn. Còn một số người ta cách làm người ta thì khác mình. Người ta ra coi như là dài cái gang tay. Hoặc là ngắn hơn mới đóng nụ. Còn của em mới ra chỉ hai pha phân thôi là đã bắt đầu đóng nụ rồi đó. Còn em chơi là cái cách này nữa. Cô chú anh chị mình có chơi heo chơi nha. Là bắt đầu em sẽ ngưng nước. Dạng như bây giờ nó lên nụ nhiều rồi nè. Nhưng mà cũng nói chung là cành đồ nó cũng ra chưa đều. Khoảng tầm 1-2 bữa nó lại bắt đầu em xiết nước lại đợt 2 nữa đó. Là xiết cho nó khoảng tầm 2-3 bữa gì đó. Là cái đọt của mình nó sẽ săn lại nữa, là nó ngắn lại nữa cô chú anh chị. Nó không có vượt ra. Nó vượt ra thì cái bông nó sẽ hưa đi. Em chơi là sẽ chơi bông nhiều. Nói chung là dày bông á. Cục luôn. Tết năm nay em sẽ quay những cái cây hoa giấy này cập nhật gửi tới cô chú anh chị mình xem hình ảnh nó như thế nào ha. Một cái cành nó ra thôi là rất là nhiều cái tược nè. Như vậy đó, mỗi một cái tược vậy đó là nó ra biết bao nhiêu cái bông mà nói. Nụ đồ quá trời luôn. Như cái này. Cái này thì mới bắt đầu chuyển sang đóng nụ thôi nè. Ở trong cái đầu nó thì còn là chấm đỏ đỏ, chưa lên cái nụ luôn. Đó, mới là có nụ kim thôi à. Còn những cái đầu tược này thì là lên nụ bự rồi nè. Hình hành là cô chú anh chị mình có thể là thấy nó muốn hành bông rồi ha. Nếu mà cây hoa giấy mình bắt đầu cỡ này hết luôn, là bắt đầu mình có thể là xiết nước đợt 2. Khoảng 1-2-3 bữa gì đó, tùy mình hít chơi cái đọt ngắn cỡ nào thì mình xiết nước cỡ đó. Từ đây mà tới Tết là nó còn tầm khoảng 20 mấy bữa nữa.
Cây qua giấy mình cái này là ra tới Tết là chơi là ngay bon luôn rồi. Hello béo. Mới có một ngày thôi là nó đã khác xưa rồi, khác xa. Mệt béo quá à, đi vô đi. Để em qua đây, em quay cái cây này luôn, cập nhật cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó. Cái cây này thì nó phát triển lá lớn hơn cái cây bên kia. Nhưng mà những cái đầu nó là đã bắt đầu vô nụ rồi đó. Cái đầu đọt mình, cây mình nó sáng sáng là dày. Ở trong nó có đỏ đỏ, chấm đỏ đỏ, đỏ đỏ. Là bắt đầu là cây mình đã đóng nụ. Mới có một ngày thôi mà cây mình nó vượt quá trời vượt ra, cô chú anh chị. Thấy không? Tược nó vượt ra 4-3 phân rồi nè. Cỡ này đóng nụ vô cái nữa là mình tắt nước rồi được rồi đó. Nhưng mà không phải là toàn bộ nó đã vượt ra 3 phân. Có cây nó cũng vượt ra còn rất chậm. Ê đừng lạc nha con. Để cho có bông đẹp chứ nha con. Ờ cây đừng lạc nha con. Con hổm về con lặt mấy cái bông của cha rồi đó. Đó. Như cây này bắt đầu mới chuyển sang đóng nụ nè. Cái tược nó ra rất là tốt, rất là mập luôn hả cô chú anh chị. Đó, cái nụ ở trong nè. Đỏ đỏ này nè, đầu lên nụ kim. Ơi. Ừ. Con nhiều chuyện quá à, con đi vô nhà chơi với mẹ đi. Con trẻ. Cây này là từ khi mà em cắt nước tới bây giờ tưới nước đầu loại ha, là vẫn chưa có bón phân gì luôn nha cô chú anh chị. Cái lúc mà trước khi cắt nước á thì em có cho nó ăn 1-2 cữ phân thôi. Rồi cái giai đoạn mà cắt nước tới bây giờ luôn là vẫn chưa cho ăn phân gì luôn á. Đợi nó đóng nụ nhiều nhiều là bắt đầu em sẽ mới là cho nó ăn phân. Cái đợt đó mình mới bổ phân vô cho nó. Quá trời nụ luôn à. Đó, đó là cái dấu hiệu mà cách nhận biết cái cây hoa giấy mình nó đóng nụ. Nếu mà cô chú anh chị mà thấy mà nó ra cái tược mà không có săn săn lại đỏ đỏ như vậy nè, cô chú anh chị mình, một là thứ nhất là tưới ít nước lại, hai là phải đem nó ra ngoài nắng, thì còn nắng luôn. Như vậy là nó mới nở hoa cho mình, nó mới đâm nụ cho mình nha. Rồi đến đây thì em cũng xin phép tạm chia tay với cô chú anh chị mình. Xin kính chúc quý cô chú anh chị mình thành công nha. Và xin mến chào, hẹn gặp lại ở video clip mới nhất. Bye bye.